Xin mến chào cô bác anh chị và các bạn thân mến. Có lẽ là chúng ta đã khá là ngán ngẩm mỗi lần mà mình nói đến cái chuyện mà đi về Việt Nam, mà mình phải luôn phập phòng, mình hồi hộp đối với cái chuyện nhập cảnh đó quý vị. Vì thực tế là có không ít người họ cũng đã than thở khi mà họ chờ đợi làm cái thủ tục nhập cảnh quá lâu, cũng như là họ phải xếp hàng dài để mà mới có thể đến lượt để mà làm thủ tục nhập cảnh, có phải không quý vị? Và bên cạnh đó thì có những cái điều mà bắt gặp vô lý khi mà như nhiều anh chị cũng có chia sẻ là họ có đầy đủ những cái giấy tờ thủ tục để mà họ nhập cảnh bình thường hết. Tuy nhiên thì mỗi lần mà đi qua cửa khẩu thì họ luôn bị giữ chân và cái này cái kia cũng khá là lâu lắm. Điều đó thì một phần thì cũng khiến cho nhiều người bây giờ nè, họ thật sự họ muốn về Việt Nam họ chơi lắm, họ du lịch hay là họ về họ thăm thân nhân, nhưng mà họ ngại về cái chuyện này quý vị. Cho nên là chính vì vậy mà ngày hôm nay có một cái thông tin này mà Thái Võ cũng muốn chia sẻ cho cô bác anh chị mình được biết. Có lẽ là cũng là một cái thông tin vui nha quý vị. Tuy nhiên thì để mà biết rõ thì Thái Võ xin phép được chia sẻ cho cô bác anh chị chúng ta có thể cùng lắng nghe. Và thưa quý vị, thì những ngày qua đó thì trên những cái trang diễn đàn hàng không xôn xao truyền tay nhau về cái hình ảnh là cái hệ thống máy quét hộ chiếu tự động đó quý vị. Có nghĩa là cái máy này tên là Scan Passport đó, được lắp đặt tại nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Và đây là những cái chiếc máy mà phải nói là nó cũng khá là quen thuộc với nhiều người thường xuyên đi du lịch hay là đi công tác đến Singapore hay là những nước Âu Châu, Châu Mỹ. Và theo đó thì hành khách khi mà xuất nhập cảnh có thể dễ dàng scan trang đầu hộ chiếu gắn chip, chụp hình ảnh nhận dạng trước camera rồi nhanh chóng đi qua cổng tự động để mà đi nước ngoài hay là trở về nước. Không có dấu mộc nào được đóng trên passport vì tất cả là đều được quản lý bằng hệ thống máy tính. Họ không cần phải gặp nhân viên sân bay, xuất trình giấy tờ, không cần phải trả lời đi đâu hay là từ đâu đến, ở bao nhiêu ngày, mục đích chuyến đi là gì. Và thưa quý vị, thì có nghĩa đây là một cái thông tin mà cho biết là thời gian sắp tới thì tại phi trường Tân Sơn Nhất sẽ có những cái máy scan passport. Như mấy cái máy này thì quý vị ở nước ngoài mình cũng đã biết rồi. Mình nhập cảnh vào những cái sân bay như là sân bay Vancouver, như sân bay Vancouver, Canada thì cũng có cái máy mà khi mà mình tới đó mình để cái passport của mình vô thì cái máy đó nó tự động nó xử lý, nó hoạt động để mà nhập cảnh xuất cảnh thôi. Thì quý vị mình cũng khá là am hiểu rồi. Nói chung thì đây cũng là một cái thông tin vui quý vị. Nhiều người thì cũng khá là mong đợi cho cái máy này nó xuất hiện. Theo đó thì trao đổi với báo Thanh Niên thì lãnh đạo công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xác nhận hệ thống scan passport nhập khẩu từ châu Âu đã được lắp đặt tại nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất từ hồi đầu năm. Và theo đề án của Cục Xuất nhập cảnh Việt Nam triển khai từ cuối năm 2022 đồng bộ trên toàn quốc. Tại sân bay Tân Sơn Nhất hiện nay thì được lắp đặt là 10 máy quét hộ chiếu, trong đó thì có 5 máy phục vụ khách xuất cảnh và 5 máy cho khách nhập cảnh. Công năng, cách sử dụng của hệ thống này thì cũng tương tự như là các máy scan passport của các nước, với tốc độ xử lý thông tin có thể chỉ mất từ 10 giây cho đến 20 giây trên một hành khách, giúp giảm tải nhiều cái thời gian để mà xử lý cái quy trình kiểm tra an ninh. Và bước đầu thì scan passport chỉ áp dụng cho công dân mà mang hộ chiếu Việt Nam. Với đối tượng người dân đã có hộ chiếu điện tử gắn chip thì có thể được áp dụng thử nghiệm ngay. Nhưng mà với những người mà chưa có hộ chiếu điện tử gắn chip thì sẽ phải đăng ký thủ công tại sân bay. Và cụ thể thì hành khách mà muốn sử dụng scan passport trong lần đầu xuất nhập cảnh thì sẽ phải đăng ký dấu vân tay và một số thông tin cá nhân khác tại khu vực kiểm tra an ninh cửa khẩu để mà đồng bộ với hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư. Và ở cái giai đoạn sau thì sẽ tính tới cái chuyện mở rộng hơn, áp dụng cho người nước ngoài khi mà xuất cảnh khỏi Việt Nam, với điều kiện khi nhập cảnh thì phải thu thập dữ liệu đầy đủ. Và theo kế hoạch thì hệ thống scan passport này được đưa vào sử dụng thử nghiệm từ đầu tháng 3. Nhưng mà do đang chờ hoàn thiện hệ thống đường truyền, tích hợp đồng bộ các dữ liệu và hệ thống hộ chiếu điện tử gắn chip, cho nên là kế hoạch có chút thay đổi. Cục xuất nhập cảnh đang phối hợp với các đơn vị và triển khai sớm trong thời gian tới. Lãnh đạo công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin thêm. Như vậy thì thưa quý vị, có thể hiểu nôm na đơn giản là những cái máy này nè, thì tại phi trường Tân Sơn Nhất thì cái thời gian đầu là sẽ áp dụng cho những người mà có cái hộ chiếu Việt Nam trước nha quý vị, mà phải là cái loại mà gắn chip đó, áp dụng và thử nghiệm cho những cái người này trước. Ai mà có cái cuốn passport mà có gắn chip đó thì mình có thể sử dụng cái máy này ngay. Và về sau thì dần dần thì người ta sẽ mở rộng hơn cho những người nước ngoài quý vị. Nói chung thì cái máy này thì hiện nay thì nói chung nó cũng còn rườm rà lắm. Thật ra thì nó chưa có thống nhất đâu. Thái Võ chia sẻ cho cô bác anh chị mình nghe như vậy thôi. Nhưng mà để mà nói mà
chờ tới cái ngày mà được sử dụng cái máy này thì Thái Võ nghĩ là cũng còn khá là lâu á. Hiện nay thì về cái tình hình giá vé máy bay từ Mỹ về Việt Nam hay là từ Canada về Việt Nam trong cái dịp hè này thì thưa quý vị là Thái Võ thấy là nó khá là cao quý vị. Nói đến cái chuyện vé máy bay thì Thái Võ thấy là thật sự là mùa hè này cao lắm. Mùa này mà phải nói mà đi về Việt Nam chơi đó, mà mua vé mà về liền đó thì có khi là lên đến là mấy ngàn đó quý vị. Sẵn dịp thì ngày hôm nay thì Thái Võ cũng xin chia sẻ một chút về cái thông tin giá vé hiện tại nè, để cho cô bác anh chị mình nắm cái thông tin trước. Thì những quý vị nào mình có nhu cầu thì mình có thể mình đặt online cũng được, hoặc là mình có thể mình gặp những đại lý agent mình mua. Và nhất là những quý vị nào mà mình ở Mỹ, ở Canada, mình thường hay bay của những cái hãng bay mà có cái giá rẻ, những cái giá bình dân đó quý vị. Như là cái hãng bay của hãng hàng không Đài Loan như là EVA đó, EVA Air. Thì cái hãng bay này thì nào giờ thì phải nói là cái giá nó dân dụng lắm. Người dân nào cũng có thể mình ở nước ngoài mình cũng có thể mình mua được cái giá vé của cái hãng này. Đầu tiên đó thì Thái Võ có tra cứu và thấy là có cái giá vé của hãng EVA của Đài Loan bay từ San Francisco của California về Việt Nam, về Sài Gòn, cụ thể là đi về Sài Gòn. Thì cái giá vé hè này thì dao động ở cái mức là từ 2.500 cho đến 3.000 đô quý vị, vé khứ hồi á. Và với cái giá này thì phải nói là thật sự cao lắm. Tháng 6, tháng 7 á quý vị. Mà để mà nói mà bỏ 2-3.000, trời, 2-3.000 đô đó. Để mà nói mà để 2-3.000, bỏ 2-3.000 ra mà để mà mua vé về Việt Nam chơi thì thật sự Thái Võ nghĩ là chỉ có đại gia thật sự. Và với cái giá như thế này thì mình phải nói là chua chát lắm quý vị ơi. Bình thường mà khi mà mình về những cái thời điểm kia đó thì nó đâu có cao đến cái mức mà dữ dội như vậy. Có lúc thì 900 nạn ngàn mấy cũng có, là thấy cũng được rồi. Bây giờ hè năm nay coi như là 2-3.000, là tầm khoảng năm mấy 60 triệu đó quý vị. Mình nghe thôi là mình cũng thấy thôi khá là ngỡ ngàng, chóng mặt luôn. Còn quý vị biết là cái giá vé từ Toronto, Canada ở bên phía cái bờ đông đó, mà bay của hãng EVA nè, đi về Sài Gòn, mà mua cái vé trong cái dịp hè này, nhất là những bà con ở Canada mà ở cái vùng Toronto đó, mình bay từ ở bên đó đi về Sài Gòn mua vé máy bay của EVA ha, thì cái giá vé là nhiêu quý vị biết không ạ? 4.400 mấy chục đô la đó, tính theo đô la Mỹ nha quý vị. Những bà con ở Canada đó, mình quy theo tiền Mỹ đi, coi như là nó là 4.410 mấy đô đó. Thì nếu mà không sai thì nếu mà theo Thái Võ tính ra 4.400 đô Mỹ đi thì nó tương đương là 103 triệu quý vị. Phải nói là những bà con ở Canada mà bỏ 103 triệu đi về Việt Nam chơi trong cái dịp hè này, mua cái vé máy bay 2 triệu thì Thái Võ thấy là phải nói là khẩm à. Mà đặc biệt là ngày hôm nay là Thái Võ chia sẻ cái giá vé của EVA đó. Thì EVA của Đài Loan nào giờ là cái giá vé nó bình dân rồi. Mà bình dân mà trong cái dịp hè mà như vậy thì quý vị thử nghĩ là những cái hãng khác như là hãng của Nhật nè, hãng của Hàn Quốc nè, hay là Singapore, thì cái giá vé nó còn như thế nào nữa. Của một Cathay thì nó cũng rẻ lắm. Cathay với EVA của Đài Loan thì coi như nó xem nhau đi. Còn như những cái hãng của Hàn, của Nhật đó, thì những cái hãng đó thì phải nói là còn cao hơn nữa quý vị. Còn những bà con ở Vancouver thì cái giá vé nó cũng tương đương như ở San thôi. Ở San hay là ở Los Angeles, hay là ở cái vùng ở tiểu bang California đó. Thì những bà con ở bờ Tây là cái giá vé nó tương tự như là ở San Francisco lúc nãy Thái Võ có thông tin đó. Còn những bà con ở bờ đông như là ở New York thì mình cứ xem cái giá của Toronto thôi. Nói chung là mình cứ biết mô phỏng về hai cái giá vé của hai bờ là nó dao động ở cái mức như vậy là được rồi quý vị. Tại vì từ cái bờ đông đi thì nó sẽ xa hơn, bờ tây đi sẽ gần hơn, cho nên ở cái bờ tây thì cái giá vé nó sẽ rẻ hơn quý vị. Thì nói chung thì ngày hôm nay thì đó chỉ là những cái thông tin về giá vé của những cái vùng mà Thái Võ muốn chia sẻ cho cô bác anh chị mình được biết, cũng như là về cái thông tin là thời gian sắp tới có thể là sẽ trong một cái ngày sớm nhất sẽ có những cái máy scan passport để cho cô bác anh chị mình về Việt Nam, mình nhập cảnh, mình làm cái thủ tục nhập cảnh nó mau lẹ hơn, không có còn phải gặp ai nữa hết. Và nếu như mà quý vị nhận thấy video này là hữu ích, quý vị có thể ủng hộ cho Thái Võ một like cũng như là một lượt subscribe, đăng ký kênh. Cần thiết thì như thường lệ, quý vị cũng có thể share cái thông tin này, chia sẻ cho những người khác có thể được biết nha quý vị nha. Cuối cùng thì Thái Võ xin cảm ơn và cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, luôn yêu mến, luôn ủng hộ và luôn lắng nghe hết thông tin. Thái Võ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị mình ở những thông tin kế tiếp.